ta đang xuống xe đang vô check in tại sân bay Cao Hùng, là cổng số 1 vô. Mọi người đang check in. Hôm nay cổng D của hãng hàng không Cathay Pacific. Còn hôm nay thì có Vietjet nè. Đây là, nếu mà đi hãng quốc gia thì check cổng này. Trời ở ngoài bắt đầu